vị và các bạn, thế giới tâm linh luôn tồn tại song song với thế giới của chúng ta. Còn rất nhiều điều bí ẩn chưa được giải mã về những truyền thuyết kỳ bí. Do đó, những truyền thuyết kỳ bí này luôn được tin tưởng và được truyền bá rộng rãi trong dân cư theo nhiều thế kỷ đã qua. Câu chuyện truyền thuyết kỳ bí Hồn Ma Xin Đi Nhờ Xe là một trong những câu chuyện như vậy. Nó được lan truyền trong những tầng lớp dân cư trên thế giới qua nhiều thế kỷ và cũng là nỗi kinh hoàng, nỗi ám ảnh của biết bao nhiêu tài xế khi phải lái xe vượt qua con đường vắng vẻ trong đêm tối. Vậy liệu câu chuyện truyền thuyết này có thật hay không? Mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi đi tìm sự thật nhé! Vào một đêm mưa, trong lúc lái xe trở về nhà trên con đường quốc lộ thanh vắng, một cậu sinh viên đã trông thấy một cô gái trẻ đang rảo bước bên lề đường. Ngay lập tức, anh ta vội dừng xe, mở cửa và ngỏ ý mời cô gái xa lạ cùng tham gia hành trình với mình. Không nói một lời nào, cô gái lặng lẽ bước lên xe. Thấy cô run rẩy vì cái lạnh đang dần thấm vào da, cậu sinh viên với lấy chiếc áo len của mình ở ghế sau và đưa cho cô mặc. Cô mỉm cười, quàng chiếc áo len ấm áp qua vai và nói với anh rằng cô có chuyện nên cần phải về gặp gia đình gấp. Nhờ ánh sáng le lói của xe, cậu sinh viên thấy khuôn mặt và hai tay của cô gái bị chảy xước và đang chảy máu. Thấy anh nhìn chằm chằm vào những vết thương, cô giải thích rằng xe hơi của cô đã trượt khỏi đường và đâm phải một cái hố. Cô đã đứng lại đó nhiều giờ với hy vọng sẽ tìm thấy sự trợ giúp của một ai đó, nhưng sau đó quyết định đi bộ trên quãng đường về nhà còn lại. Bất chợt, cô gái bảo anh dừng xe, chỉ vào một ngôi nhà cách đó vài dặm, cho biết đó là nhà cô và cô vội bước ra khỏi xe. Thoát cái, bóng hình của cô gái trẻ đã chìm sâu giữa màn đêm đen đặc. Cậu sinh viên tự trách mình vì đã quên không hỏi tên cô gái xa lạ mà cậu yêu mến ngay từ cái nhìn đầu tiên, nhưng rồi sực nhớ ra cô gái vẫn đang mặc chiếc áo len của mình. Đó sẽ là cái cớ để ngày hôm sau cậu tới gặp gia đình cô và chính thức làm quen với cô. Hai ngày sau, cậu mới có dịp tới căn nhà của gia đình cô gái bí ẩn. Sau khi gõ cửa, cậu ngạc nhiên khi ra tiếp mình lại là một người phụ nữ khá lớn tuổi. Bước vào phòng khách, cậu sinh viên thấy bức chân dung của cô gái nên hỏi ngay xem cháu gái của bà có nhà hay không. Sau cái nhìn vào câu hỏi của cậu, người phụ nữ đã bắt đầu khóc. Bà cho biết rằng cô con gái yêu của mình vẫn luôn cố gắng để về với gia đình, song không còn thực hiện được điều đó nữa. Cô đã ra đi sau một tai nạn ô tô 40 năm trước, tại đúng vị trí mà hai hôm trước cậu sinh viên đã đón cô giữa đêm vắng. Cậu không tin vào điều này và cho rằng bà ta bị tâm thần. Song khi ghé thăm nghĩa trang địa phương, cậu rùng mình khi tìm thấy chiếc áo len của mình mà cô gái bí ẩn mặc hôm đó giờ đang nằm trên bia mộ, đánh dấu nơi an nghỉ cuối cùng của một người phụ nữ đã mất gần nửa thế kỷ trước. Trong hơn 70 năm vừa qua, rất nhiều người ở Chicago, Mỹ đã khẳng định rằng họ đã gặp bóng ma của cô gái trẻ đáng yêu này và cho cô đi nhờ xe. Được nhận xét là một cô gái Ba Lan tóc vàng xinh đẹp, Mary, tên của cô đã được đón lên xe bởi nhiều chàng trai trẻ và cô yêu cầu họ đưa cô trở về nhà. Vấn đề là nhà của Mary ở đây lại dẫn họ tới nghĩa trang phục sinh nằm bên đại lộ Archer ở phía nam Chicago. Ngay khi xe của họ tới gần nghĩa trang này, Mary lao khỏi xe và nhanh chóng biến mất trong đêm tối. Ở một nơi khác, câu chuyện tương tự cũng xảy ra. Trong nhiều năm, những tài xế ở vùng Naha, Okinawa, Nhật Bản đã kể lại rằng một người phụ nữ xinh đẹp tuổi đôi mươi với mái tóc ngắn và mặc quần áo màu đen thường vẫy gọi xe của họ trên quãng đường tới nơi đóng quân của Hải quân Mỹ. Khi lái xe quay sang hỏi cô về điểm đến cụ thể, cô đã biến mất từ bao giờ dù cánh cửa chưa hề được mở ra.
Theo tường thuật của họ, bóng ma của cô thường xuất hiện trên những con đường núi quanh co, kéo dài từ làng chài Nago cho đến nơi đóng quân của Hải quân Mỹ. Từ năm 1965, hàng chục lái xe đã hú hồn và phanh gấp để tránh đâm phải. Một người phụ nữ trẻ mặc váy cưới trắng đứng giữa đường vẫy xe ở đời Bluebell, Maidstone, Anh. Bóng ma được đồn đại là của một người phụ nữ đã nhận lời làm phù dâu cho một người bạn thân nhất của cô. Tuy nhiên thật không may, cô đã qua đời sau một tai nạn xe hơi trong đêm, ngay trước ngày lễ cưới được diễn ra. Kể từ đây, nhiều đêm cô đã xuất hiện, mặc chiếc váy cưới trắng dành cho phù dâu, vẫy gọi các tài xế cho đi nhờ để cố gắng đến lễ cưới cho kịp giờ. Truyền thuyết hồn ma đi nhờ xe đã được kể lại trong nhiều thế kỷ. Sự kỳ bí đã đưa nó vào những nền văn hóa phổ biến, thôi thúc sự giải mã của nhiều nhà khoa học. Kiến thức của công chúng về truyền thuyết này dần được mở rộng với cuốn sách Người đi nhờ biến mất, The Vanishing Hitchhiker của Jan Harold Brunvand, xuất bản năm 1981. Trong cuốn sách này, Jan cho biết có những câu chuyện xuất hiện từ thập niên 70 của thế kỷ 18 và có sự tương đồng dễ nhận biết ở các quốc gia như Hàn Quốc, Trung Quốc, Mỹ. Thậm chí nhiều trường hợp bóng ma đi nhờ còn cung cấp cho lái xe những lời tiên tri về các tai nạn, thảm họa sắp xảy ra với họ. Có không ít biến thể lại là phiên bản ngược lại của truyền thuyết này, khi mà người xin đi nhờ gặp một người lái xe và sau đó mới biết rằng tài xế thực sự là linh hồn của một người đã chết. Nhà nghiên cứu các hiện tượng kỳ bí Michel Gross trong cuốn sách Bằng chứng về người đi nhờ biến mất của ông lại phát hiện ra rằng câu chuyện của nhiều nhân chứng lại dựa vào văn hóa dân gian hay chỉ là những tin đồn trong dân chúng. Ông đã cho kiểm tra và khẳng định nhiều trường hợp chỉ là ảo giác của người lái xe xuất hiện khi họ đang say rượu hay đã sử dụng ma túy trước đó. Tuy nhiên, với tần suất xuất hiện một cách phổ biến, nhiều người lại thực sự tin vào những câu chuyện như vậy. Rất nhiều người xấu số đã chết bên đường trong nhiều thế kỷ qua vì tai nạn, vì cướp bóc hay nhiều nguyên nhân bí ẩn khác nhau. Vì linh hồn chưa thể siêu thoát nên vẫn còn lang thang đâu đó trên những con đường này, cố gắng nhờ ai đó giúp để họ tiếp tục nốt hành trình của mình. Thế giới tâm linh luôn tồn tại song song với thế giới của chúng ta, còn nhiều điều bí ẩn chưa được giải mã. Vì thế, những truyền thuyết kỳ bí như vậy được tin tưởng và truyền bá rộng rãi trong dân cư nhiều thế kỷ qua cũng là điều dễ hiểu.